Certainement. Nè, đứng lại coi. Nè, chạy đi đâu vậy? Bỏ trốn hả? Đi đâu vậy? Đi. Cảm ơn anh bạn nhiều nha. Tới rồi, vô đi. Kỳ vậy. Giờ sao? Muốn vợ chứng phải không? Vợ chứng. Tôi điện một cú, đàn em tôi sẽ xử ba cô te tua đó. Đi vô. Gì đâu mà sợ. Đã giao ước với nhau như vậy thì cứ như vậy mà làm. Mở khẩu trang ra đi. Mở ra đi. Cởi áo đi. Cởi lẹ đi, có cái gì đâu. Không có thời gian đâu. Xóa nợ cho ba cô thôi mà làm gì dữ vậy? Để lên. Đừng bỏ ông ơi, đừng bỏ. Đừng bỏ, tha cho con đi ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Khoan, chờ chút nha. Ủa, có chuyện gì vậy? Tôi nghi là có người bị cưỡng hiếp. Làm gì có, mày lại. Ông ơi, tôi lại ông à. Ông ơi, tôi lại ông à. Tôi lại ông. Ông ơi, ông tha tôi cho ông ơi. Ông tính tiền khác đi ông ơi. Mày làm gì? Tôi lại ông à. Tôi lại ông à. Trả nợ cho ông à. Tôi lại ông. Tôi lại ông. Tôi lại ông à. Mày làm gì vậy? Tôi lại. Bây giờ anh muốn gì? Bây giờ mày mới chịu lên tiếng đó hả? Nếu mày trong giới này, chắc mày biết tao chứ. Tao là Phan Điên, đàn em của Hưng Sẹo đây. Dạ, tụi em là cọt con, đâu dám đụng tới mấy anh đâu. Tại sao mày đưa con nhỏ nó vô đây? Thiếu gì gái đẹp để mày dụ? Mày lại dụ con nhỏ mù? Mày tính hàm hiếp nó phải không? Hả mày? Dạ không. Dạ không. Dạ không có. Ba nó nợ em cả 100 triệu. Nó tự nguyện vô đây với em để mà trừ. Nợ vậy thôi. Chứ không có gì. Mày đúng là thằng khốn nạn. Tới người khuyết tật mà mày cũng không tha nữa hả?
Ba nó mượn mày bao nhiêu mà mày đổi tới cả 100 triệu? Mày mà nói sai, tao cho đàn em tới cào nát cái nhà của mày. Ba nó mượn em 30 triệu. Trả được bao nhiêu rồi? Lắc nhắc không à, không có bao nhiêu tiền nữa. Mày tưởng tao là nai hả? Không bao nhiêu mà mày dễ dàng mày bỏ qua. Chỉ cần ngủ với mày là què hả? Hả mày? Dạ, mình muốn góp tiền. Mình muốn góp tiền cũng gần đủ. Nhưng tiền lãi còn nhiều lắm anh. Lãi hả mày? Con mẹ mày, mày cho dây hút máu hả? Ôi, mày... đừng quýnh em, đừng đánh em. Tha cho em lần đầu. Tha cho em lại anh. Tha cho em biết lỗi. Tao trả cho mày 10 triệu. Đi kiếm con nhỏ nào đẹp đẽ mà vui vẻ. Tha cho nó. Và mãi mãi về sau, tao cấm mày đụng đến gia đình của nó. Mày biết chưa? Em sẽ nghe lời anh. Nhưng mà anh ơi, hẹp cho em quá. Mẹ mày. Gì vậy? Em hứa. Em không dám. Em không chứ dám. Em hứa. Không đụng chạm cha con của nó. Ngoan lắm. Lát nữa vô trong đó gặp nó, mày phải nói theo lời của tao dặn. Sai nửa lời tao dặn của mày. Dạ em biết rồi. Dạ em xin nghe lại anh biểu em nói làm sao. Em sẽ nói y vậy. Cô ơi, cô cho con hỏi là Nhàn về chưa ạ? Bữa nay gia đình em Nhàn có chuyện quan trọng nên em Nhàn xin nghỉ một ngày. Dạ cảm ơn cô, con xin phép. Vô đi. Ông ơi, ông tha cho tôi đi ông ơi, tôi xin ông, tôi lại ông mà ông ơi, ông tha cho tôi đi ông ơi. Ông tha cho tôi đi, tôi lại ông. Ông tha cho tôi đi. Cô đừng có khóc nữa cô. Được cô tới đây á là để thử lòng hiếu thảo của cô thôi. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ rồi, cô rất là có hiếu với ba cô. Thật ra thì cái số tiền mà tôi cho ba cô mượn á, ba cô trả cho tôi hết rồi. Hả? Nhưng mà tôi đưa cô vô đây chỉ là thử lòng của cô thôi. Cô đừng có giận tôi nghe cô. Ông nói sao? Thiệt hả ông? Trả hết nợ thiệt hả ông? Thiệt không vậy ông? Có thiệt không hả ông? Thiệt. Từ đây về sau không ai dám đòi tiền Nhàn nữa đâu. Ai vậy? Ai biết tên tôi vậy? Anh là ai vậy? Tại sao anh biết tôi? Tôi là đại ca của Chính Đô đây. Mày nói là cô ấy đã trả hết nợ của mày cho tao nghe coi. Gia đình cô hết nợ tôi rồi. Tôi nói là sự thật đó. Tôi đòi ơn ông. Tôi đòi ơn ông. Không có gì đâu. Tôi đòi ơn ông. Bây giờ mày đưa cô ấy về. Nếu mày lộn xộn, mày chết với tao. Ông ơi, vậy là tôi được về rồi phải không ông? Để tôi giúp con.
trả phòng nè. Dạ rồi, cảm ơn anh. Kêu taxi đi. Anh ơi, anh làm ơn kêu giúp tôi chiếc xe ôm được rồi, đi taxi mất tiền lắm. Kêu taxi đi. Dạ. Chị. Mày đưa cái thư mời này cho trợ lý của Alin. Nói là Hương thay mặt anh ba mời. Nè, nhớ nhắn với Alin là hôm đó có nhiều em chân dài lắm, đến tha hồ ngắm. Chị yên tâm, em á sẽ chọn nhiều cô gái thật là đẹp để bữa đó biểu diễn cho Alin xem lé con mắt luôn. Giỏi. Anh chở cô gái này về số 130. Nè, em vô đây ngồi đi. Em ngồi đây nè. Nhà anh có bánh nè, có trái cây nè. Em muốn ăn gì không? Em ăn tối rồi, em không ăn gì đâu. Vậy sao được chứ. Hay là anh lấy nước cho em uống nha. Em uống nước cam ha. Nước gì cũng được mà. Đợi anh một chút.